Cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Hồng Audio. Clip này thì em xin phép là dành riêng trọn vẹn clip để test đĩa CD Chế Linh Thiên Trang Sơn Tuyền Cô Lái Đò Bến Hạ của Trung tâm Làng Văn Tái Bản gửi bác khách ở Bắc Ninh. Do bác có lấy một đĩa CD bên em rồi, nhưng thử đầu ở nhà bác thì bác báo là nó bị vấp. Đó. Nhưng với tình trạng mà đĩa mới như thế này ấy, thì em dám khẳng định và cam đoan rằng nếu một chiếc đầu đọc mắt tốt sẽ không bao giờ vấp. Em dám cam đoan luôn. Nếu trường hợp mà đĩa bị xước thì vấp thì chắc chắn là như vậy rồi. Còn một chiếc đĩa mà nó đẹp, mới tinh, không có một chút xước râm hay là lỗi nào cả. Đó, mà em thử ở trên đầu nhà em ok, về nhà bác mà vẫn bị thì chắc chắn là đầu CD của bác mắt đã có vấn đề. Đó, bây giờ thì xin phép quý vị bạn em test chiếc đĩa này. Do bác khẳng định là đĩa của em bị lỗi cho nên là em sẽ test trực tiếp cho quý vị bạn cùng xem. Đó. Để chúng ta cùng nhận định xem là lỗi do đầu hay do mắt, do đầu hay do đĩa. Đó, thì sau đó em sẽ đổi chiếc đĩa cho bác về mà nó vẫn bị nữa, thì chắc chắn cái đầu của bác mắt đọc đã bị kém rồi, thì nó sẽ bị vấp hoặc bị không đọc. Chứ còn trên một chiếc đầu tốt ấy, đọc đĩa bình thường ấy, thì chắc chắn là không bao giờ nó bị xước cả, không vấp cả. Đứng giữa trời mà ca lên bài ca thương mến những ngày em với tôi, ngày mưa nắng đổ với đồng khô mắt đỏ, tình nghèo trong manh áo nâu khô sơn quý cai ai nào hay, tình chiến đôi bờ hơn đâu dáng làm quen tay sông có ngày em với tôi, cài quy áo trần bốn vùng quen lửa đàn, tình nghèo trong hơi khói giao tranh đêm hành quân gian nan, rồi từng đêm mưa bút đôi vai bóng sâu mơ hồ tình riêng thầm nhớ thương cho lứa đôi ngày đi thêm lẻ loi, sầu đang theo bước em và tôi, xin đứng giữa trời mà nghe bao tình thương xa khuất thuở nào em với tôi, ngày mơ tháng mộng giờ về đây gió lộng còn mình tôi riêng nhớ thương. Mùa xuân nghèo ven sông có con đò tên là đò Bến Hạ, một gái nghèo đón trăng nhan sắc nàng như là một đóa vốn nghèo cho đến sớm xa lìa xanh đen cùng mái trường, ngày ngày ra bên dưng mà đưa đò bên hà đưa đò cái đẹp đưa đò
điều khách đò ngây ngô, hay chết nàng sao đò lại trong qua. Nhiều trai làng ba hoa ý là đón nàng dung phép lạ, mà nào đâu biết sắc đẹp là mong mơ, thời đẹp anh chàng khoe khoang chim tìm nàng, nhưng nàng nào đã tìm, vì tấm lòng băng chinh ai đã nguyện cho người thời chiến tranh. Người anh hùng sáng sớm trái tim nàng trao về một bóng hình, một người lính chiến đánh chặn sẽ chuyển tiếp đến bài cuối cùng nha thưa quý vị bạn. Để mà thử hết một đĩa CD thì nó rất là lâu đó. Thường những đĩa mà dễ bị xước nhất thì là thường ở những bài cuối ạ. Đầu CD nhà em đọc rất ngon lành với một chiếc đầu mắt tình trạng bình thường đó, không kén đĩa. Nếu như về nhà bác mà vẫn bị xước hoặc vấp ấy, thì chắc chắn rằng chiếc đầu đó đã bị mắt đã già kém rồi, bác nên thay đi. Thank you.
đã thử một số bài và cả bài cuối cùng đọc rất trơn tru và không một lỗi gì cả. Đó, nếu như bác về thử lại mà đầu nhà bác vẫn bị thì chắc chắn là chiếc đầu mắt đã bị kém. Đó, không bác lại bảo là đĩa của em bị lỗi thì nó mang tiếng bên em ra, bởi vì là em thử clip này mục đích là để khẳng định với bác rằng đĩa bên em không bao giờ bị lỗi. Đó, không bao giờ bị lỗi, chắc chắn như vậy. Nếu như trường hợp bị xước, bị vấp thì có một trường hợp là xước. Rồi, hoặc là nếu lỗi thì thử trên mọi đầu nào cũng sẽ bị lỗi ở cái đoạn đó, bài đó, giây đó, phút đó. Đó, chứ còn nếu như một chiếc đầu đọc ngon, một chiếc đầu bị vấp thì phải xem lại mắt của chiếc đầu bị vấp ạ. Đó. Để em thử lại thêm một đoạn bài vậy. Rất là ok luôn ạ. Em đảm bảo với bác là chiếc đĩa này không vấn đề gì. Đó, bây giờ em gửi đổi cho bác. Nếu như ở nhà bác vẫn bị thì bác nên xem lại chiếc đầu CD của mình. Xin cảm ơn quý vị bạn và bác đã dõi theo.